Rồi, hello mọi người. Trên tay mình đang là một cái bộ pin mới nhất luôn đến từ Terrasyn nha. Một cái dòng pin hỗ trợ sạc nhanh Fast Charging nè, dành cho Terrasyn 11 dùng chung với 10 và 9 nha. Thì những dòng pin hỗ trợ sạc nhanh này thì các bạn chỉ mất khoảng chừng 30 phút và các bạn được 75% thời lượng pin. Rất là nhanh nha, nhanh hơn cả so với những cái sạc thông thường từ hãng Goro luôn. Thì đối với những cái bạn có nhu cầu nào mà quay nhiều, sạc nhiều đó thì bạn dùng những cái loại pin này nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho mình rất là nhiều và mất đến 90 phút để sạc full pin, nó nhanh hơn Goro luôn. Nếu mà Goro tầm phải chắc một khoảng 120 100 100 100 phút đến 120 phút nó mới sạc full hai viên pin cùng lúc. Này thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, quay lại vấn đề chính thì đây là cái hộp sạc của nó. Thì các bạn phải dùng hộp sạc này thì bạn mới sạc được cái tính năng Quick Charge hay là Fast Charging Box đó. Đó, nó yêu cầu bạn không phải có một cục sạc nhanh nha, nguồn từ 30W đến 65W, tối ưu nhất là 65W. Tại vì nếu bạn dùng cái cốc sạc 30W á thì bạn gắn khi bạn sạc hai pin á thì chỉ một pin sạc nhanh và một pin sạc chậm thôi. Còn nếu bạn có cục sạc 65W trở lên thì sẽ sạc hai pin nhanh cùng một lúc nha. Đó là những cái thông số mà từ hãng họ đưa ra. Các bạn phải có đạt được cái chuẩn đó thì bạn mới xài được cái tính năng sạc nhanh nha. Mọi thông số là từ hãng nha, mình chỉ bán lại từ hãng thôi. Ok, rồi mình sẽ làm những cái clip test thực tế sau cho các mọi người cho yên tâm về cái tính năng của nó. Rồi, pin này thì các bạn cứ cắm là dùng thôi. Ok, rất là nhanh. Rồi, đối với dòng này 11 á thì bạn khi bạn gắn pin này vào Goro 11 nó sẽ không có bị hiện thông báo nha. Những thông báo pin for pin từ hãng thứ ba sẽ không bị hiện thông báo những dòng pin tem vàng Terrasyn logo 9 với 10 nha, nó sẽ không bị tình trạng đó. Cái này gắn vào là xài sử dụng luôn, không hiện thông báo, full tính năng. Và nó dung lượng là 1750. Thiết kế nói chung là làm tem đồ rất là đẹp. Terrasyn đợt này thiết kế rất là đẹp. Mọi pin nhìn nó cũng chất lượng đó. Rồi, thì mình đang bán cái bộ pin này. Giá cũng rất là tốt luôn nha. Hộp của nó nè, kèm một dây sạc Type-C. Đó, hai pin bên trong sạc đây. Nắp Type-C phía sau. Đó. Đây. Rồi. Ok, rồi mình sẽ làm những cái clip test thực tế luôn. Mình sẽ test sạc 100% mà sau đó nó quay liên tiếp được bao nhiêu phút nha. Cái đó mình sẽ làm clip sau. Clip này chủ yếu là mình giới thiệu mọi người cái combo pin này thôi. Đó, các bạn cần có liên hệ mình, giá cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Thank you mọi người.